Nhưng mà quả thực, kính thưa quý vị, là với sự truyền đạt những kinh nghiệm trong kinh doanh từ người cha của mình là anh Dũng, và Mạnh thì có được sự tiếp thu kiến thức nhờ có học tập tại nước Đức, và hy vọng là sự kết hợp giữa hai thế hệ trong cùng một gia đình, và đặc biệt là sức mạnh của những người trẻ, thì hy vọng là những dự án và những dự định, những mục tiêu của HD trong tương lai chắc chắn sẽ thành hiện thực cùng với sự ủng hộ của tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Có một người anh của Trần Văn Dũng, tôi nghĩ là còn hơn cả người anh nữa, giống như một người tư vấn đặc biệt trong những lúc khởi nghiệp của Trần Văn Dũng. Và nếu mà không nhầm nữa, có khi đấy cũng là một khách hàng đầu tiên của Trần Văn Dũng. Và không nhầm nữa, có khi là người đầu tư vốn cho Trần Văn Dũng trong những lúc đầu tiên. Vâng, có thể kể về tất cả những cái điều như thế đối với ông Nguyễn Văn Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc trung tâm thương mại nông dân, một người anh rất gần gũi, mà một người mà Dũng luôn quý trọng và xem là người thầy của mình. Vâng, xin trân nhân cái ngày hôm nay kỷ niệm 10 năm của công ty, xin mời ông Nguyễn Văn Hiền lên có cái lời chúc mừng và chia sẻ. Thưa Vũ Quang Minh, hai em yêu quý, kính thưa bà con cộng đồng, các khách hàng vô cùng quan trọng của HD. Tôi trước tiên tôi xin thay mặt bà con cộng đồng tại Cộng hòa Liên bang Đức xin kính chúc HD mãi mãi thành công, tiếp tục thành công, đem lại rất rất nhiều mái ấm gia đình cho cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Trong 10 năm thôi, từ con số 0, sau 10 năm Dũng đâu có trong tay 8-9 con số. Đấy là một sự thành công kinh khủng trong ngành bất động sản. Bất động sản thành công nhanh, ở Đức thì vô cùng khó khăn. Nếu chúng ta kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, chúng ta có cơ hội thành công rất nhanh. Nhưng ở Đức, từ 0 sau 10 năm lên 8-9 con số là một điều tôi kính phục. Chỉ có những người bỏ sức lao động bằng tâm huyết, mồ hôi, trí tuệ, tình yêu của mình dành cho sự nghiệp mới có được sự thành công như vậy. Tôi trân trọng cái sự thành công vô cùng to lớn của công ty HD. Và tôi, Dũng thường nói với tôi là: anh ạ, tài sản của em không phải là chỉ bằng tiền mà bằng bất động sản đâu. Tình cảm của bà con cộng đồng dành cho em, khách hàng của em tin tưởng em, và những người đồng hành cùng em và gia đình em với con cái của em, đấy là tài sản quý hơn tiền, quý hơn bất động sản của em. Và chính vì điều đó, và chính vì suy nghĩ như vậy, thì tôi tin tưởng rằng HD ngày càng phát triển bền vững và tạo ra rất rất nhiều mái ấm gia đình, tạo ra công ăn việc làm cho người Việt Nam ở Đức, lan tỏa tinh thần hội nhập của người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, làm sao cộng đồng người Việt Nam ở Đức ngày ngày phát triển, ngày ngày đoàn kết, hội nhập sâu rộng tại nước Đức, thành công sâu rộng tại nước Đức, tạo ra một hình ảnh tốt đẹp nhất cho tất cả bạn bè quốc tế nhìn thấy con người Việt Nam làm ăn như thế nào, kinh doanh như thế nào ở đất khách quê người. Một lần nữa, từ trái tim tôi và tình cảm của tôi và sự tôn trọng của tôi dành cho hai em, tôi xin kính chúc gia đình của hai em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và chia sẻ thật nhiều kinh nghiệm của mình cho những người đang làm cùng nghề nghiệp với mình. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn những sự chia sẻ rất chân thành của anh Nguyễn Văn Hiền. Và ban nãy trong các hai phần phát biểu,
một phát biểu của đại sứ Vũ Công Minh và một phần phát biểu của Nguyễn Hiền đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho tất cả chúng ta ngồi ở đây. Xin cảm ơn Nguyễn Hiền rất nhiều. Và bây giờ đến một cái phần chia sẻ nữa của một người đến từ thủ đô Praha. Và theo tôi biết thì trong cái lần đại hội gần đây nhất là như vào tháng 10 thì Liên hiệp người Việt toàn châu đã vừa đại hội một lần thứ hai, và ở cái nhiệm kỳ thứ hai này ông Hoàng Đình Thắng vẫn được tín nhiệm bầu là chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn châu Âu, và như là ông Nguyễn Văn Hiền là trưởng ban chủ bị của Liên hiệp người Việt tại Cộng hòa Đức cũng là trúng cử trở thành là phó chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn châu Âu, đúng không? Và nhân đây, vâng, xin chúc mừng Liên hiệp người Việt toàn châu Âu đã có được những thành công rất là vượt bậc và có cái đại hội rất là thành công vừa rồi. Và bây giờ đến xin trân trọng kính mời ông Hoàng Đình Thắng sẽ lên sân khấu chia sẻ cái niềm vui với công ty HD Pavilion. Xin mời. Kính thưa đại sứ Vũ Công Minh cùng phu nhân, kính thưa chủ tịch công ty HD Trần Văn Dũng cùng phu nhân, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể anh chị em, trước hết là cho phép tôi thay mặt Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu xin chúc mừng thành công của công ty HD, chúc cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty HD thật vui vẻ và ấn tượng. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể quý vị, với tôi 10 năm đối với một lịch sử thành lập công ty chưa phải là dài, nhưng rõ ràng là công ty HD đã gặt hái được rất nhiều thành công, đã đi từ không đến có, và một điều rất quan trọng là công ty đã có những cái đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi rất vui khi có những doanh nghiệp Việt Nam tại ở Đức nói riêng cũng như ở toàn châu Âu nói chung. Như vậy, các anh, các chị, các công ty đã tạo ra một sắc màu cho cái rừng hoa muôn sắc màu của người Việt Nam sống ở xa Tổ quốc của chúng ta. Và tôi cho rằng trong thời gian hiện nay là một thời gian cũng tương đối khó khăn, nhưng bằng tính chăm chỉ cần cù, bằng tính sáng tạo, đặc biệt là tính thích nghi với khó khăn, thì công ty HD vẫn tiếp tục phát triển, và tôi rất mong và tin tưởng rằng công ty HD sẽ phát triển. Hôm nay là những ngày đầu của tháng 12 rồi, tôi cũng xin kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể các quý vị và gia đình chuẩn bị đón một lễ Giáng sinh an lành, một năm mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn, bình an, và tiếp tục có những đóng góp cho cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng cũng như toàn châu Âu nói chung, để tạo thành vị thế của cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn chú ý và quý vị. Tôi xin cảm ơn sự chia sẻ và những lời chúc mừng rất là chân tình của ông Hoàng Đình.